Bộ Công an thế hệ đây đăng tải dự thảo lần hai thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, pháp luật về thi hành án tử hình đa, bằng tiêm thuốc độc. Theo đó, thông tư pháp luật sở phí mua thuốc tiêm phục vụ chơ đa và bảo đảm chơ đa do ngân sách nhà nước cấp trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu. Sau khi kiểm tra đại dương sơ của người bị kết án tử hình, xác định người bị kết án không thuộc trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình, chánh án tòa án đã xét xử sơ thẩm phải ra quyết định thi hành án. Đặc biệt, thông tư pháp luật rõ ràng những trường hợp được quản đá. Trong đó, việc quản tiêm thuốc độc sẽ được lưu ý khi có thông tin do người bị kết án hoặc người khác khai báo hoặc do hội đồng đa biết được từ những nguồn tin khác mà xét thấy những thông tin này là có căn cứ và có thể làm đổi mới căn bản nội dung vụ án hoặc là chứng cứ để khởi tố vụ án thế hệ, người lỗi lầm thế hệ và nếu thi hành hình phạt tử hình đối với họ thì có thể gây khó khăn lớn cho việc giải quyết vụ án, việc mở rộng điều tra vụ án. Ngoài ra, hội đồng đa thu được yêu cầu của chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao, bộ trưởng bộ công an hoặc bộ trưởng bộ quốc phòng về việc quản đa. Các trường hợp khác như gặp thiên tai, hỏa hoạn hoặc có trở sở khách quan khác, không thể thực hiện được việc đa hoặc trên đường hát giải người bị đa bị tai nạn phải đưa đến bệnh viện, trang thiết bị, dụng cụ đa bị hư hỏng, không lấy được tĩnh mạch, thuốc thi hành án tử hình không đúng chủng loại, chất lượng, số lượng hoặc các điều kiện khác bảo đảm cho việc đa không phục vụ được, đã đa theo đúng pháp luật của pháp luật nhưng người bị thi hành án không chết. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thu được đơn xin nhận tử thi, tro cốt về mai táng của thân nhân hoặc người đại diện hợp pháp của người bị đa, chánh án tòa án đã ra quyết định đa phải công bố bằng văn phiên bản về việc chấp nhận hay không chấp nhận cho nhận tử thi, tro cốt về mai táng. Nếu không chấp nhận cho nhận tử thi, tro cốt về mai táng thì nêu rõ ràng lý do. Việc giao, nhận tử thi, tro cốt người đã bị đa phải được lập thành văn phiên bản và phải có chữ ký của bên giao và bên nhận. Không tổ chức việc giao nhận tử thi, tro cốt người đã bị đa vào ban đêm từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Trong trường hợp hết thời hạn mà người có đơn đề nghị không đến nhận thì cơ quan thi hành án hình sự công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu có bổn phận mai táng.